Ok, vậy là mình đã nhận gói gói thứ hai 40.000 quân y anh em bạn. Đấy, đã nhận thành công cái gói thứ hai rồi, 40.000 quân y. Hiện đang có này 99.586 quân y này. Rất là nhanh luôn em ơi, quá là nhanh và chất lượng luôn. Được chưa? Anh em muốn nhận được nhiều quân y như mình thì hãy hãy theo dõi kênh và làm theo mình hướng dẫn thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều quân y như mình thôi. Ok. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình xin chúc tất cả anh em này có một thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa bên gia đình nhé em ơi. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho tất cả anh em một cái file quân huy mới nhất này. Thì mình đã tích hợp từ các bước từ tối hôm qua rồi, thì sáng nay sẽ đưa lên cho và hướng dẫn cho tất cả anh em làm theo. Ok, đấy thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em làm. Và cứ tiếp theo này thì mình sẽ tặng cứ phải tặng quà cho fan cái đấy anh em ơi. Đấy, một bạn fan và đây sẽ mình sẽ tặng đấu sĩ này, thì một bạn fan cũng rất là cứng luôn đấy, theo dõi mình cũng rất là lâu rồi. Thì đây có cái trang phục mà rất là nhiều anh em muốn sở hữu, comment muốn sở hữu, đó là Omen Đao Phủ Tận Thế 799 con huy anh em ơi, rất là đẹp luôn. Thì bạn ấy có cái tên là Châm đấy, không phải Châm Anh đâu anh em ơi, đấy Châm thôi đấy. Uầy, đây Châm, bạn ấy sinh ngày chắc là ngày 18 tháng tháng 7 07 năm 2000 đấy. Thì bạn này cũng gọi là fan cứng anh em ạ. Đấy, thì bạn Trâm 18072000 này. Ok, bạn có tên nick là Thu Uyên. Đấy, ok, mình sẽ tặng quà nhá. Đấy, Omen rất là đẹp anh em ạ, tặng quà này. Đấy, đặc quyền VIP này, tâm thư này. Đấy, bạn sử dụng, bạn xác nhận sử dụng 799 quân huy mua Đao Phủ Tận Thế tặng Đặng Thu Uyên. Ok, mình sẽ mua nhá. Đã tặng quà thành công nha em ơi. Đấy, quá chất lượng và rất là nhanh luôn. Đó là Omen Đao Phủ Tận Thế này, 799 quân huy, đã tặng thành công cho bạn Đặng Thu Uyên rồi nhá, với cái tên nick là Châm 18072000. Ok, quá chất lượng anh em ơi. Bây giờ đang còn này, quân huy đang còn là 59.586 quân huy. Đấy, quá chất lượng anh em ơi. Rất là nhiều trang phục đẹp trong này nhá. Anh em cứ việc comment tên nick kèm tên trang phục mà mình yêu thích thôi. Đặc biệt là phải xem video không thua thì mình sẽ tặng. Đấy, anh em cứ làm đầy đủ các bước nhá. Đấy, có trang phục mới này, đưa Asi này, đấy tiến sĩ thiên tài 199 quân huy thôi, đang giảm giá anh em ạ. Đấy, 799 quân huy hay là rắc chiến thần một mai thái 999 quân huy mình còn tặng được, huống gì là 199 quân huy phải không anh em ơi. Đấy, còn hai gói sổ sứ mệnh nữa nhá, anh em thích và yêu cầu mình tặng, mình sẽ tặng luôn. Ok, đấy thì các bước tiếp theo này bước tiếp theo thì đây mình sẽ đưa lên cái, đưa cái file này lên rồi đấy, đưa lên cái file này lên đây cho anh em rồi. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn này, thì anh em chú ý nhá. Thì cái file này thì anh em chỉ đào về, và cái file này mình sẽ để dưới phần mô tả ở dưới video ấy, thì anh em lấy về và đưa lên cái trang đưa lên cái trang mạng của anh em và đã tải về dùng thôi. Ok, thì đây là mình đang tải nhá. Đấy, sau khi mình tải xong này thì mình mở ra, mình tải xong nhá, thì anh em chú ý này, quay lại liên quan cho liên quan download này. Đấy, sau khi tiếp theo anh em quay lại ứng dụng Rachiver cho mình. Ứng dụng Rachiever này thì anh em nào chưa có thì vào CH Play tải về cho mình nhá. Ok, đấy thì nó đang nằm trong phần tải về này. Ok, đấy được chưa? Đây cái file quân huy mới nhất .zip này này, được chưa? Anh em nhấn giữ cho mình, nhấn click vào chứ, chỉ cần click vào, giải nén tại đây nhá. Ok, đấy áp dụng cho tất cả các tệp này, thay thế này. Ok, đấy đã thành công rồi. Anh em lấy cái file này nhá, anh em nhấn giữ cái file này. Ok, sau đó anh em sao chép cho mình, nhấn sao chép đó, sau đó anh em nhấn quay ra từ bộ nhớ thiết bị. Tiếp theo anh em vào này, anh em chú ý này, Android này, data này, đấy com garena.game.kgvn. ok, tiếp theo đến đây là anh em dừng lại nhá. Anh em nhìn ở phía dưới màn hình tay phải của anh em á, góc tay phải của anh em á, có cái hình tròn màu xanh, có hình số màu trắng ở giữa, anh em click vào cho mình. Đấy, sẽ ra cái bảng như thế này. Anh em click tích v hụt vào cái từ áp dụng cho tất cả các tệp, sau đó anh em nhấn thay thế nhá. Đấy, ok, sau khi nhấn thay thế là anh em quay ra thôi. Đấy là xong cái file của mình rồi, rất là nhanh em ạ. Đấy, đây sau đó anh em quay lại liên quân này, vào túi đồ này, vào vật phẩm, bán ít nhất bán vật phẩm đi, lấy ít nhất 5 vàng cho mình nhá. Đấy, ít nhất 5 vàng, gọi là vật phẩm gì cũng được, anh em cứ bán đi. Đây mình sẽ bán bán nhiều nhiều thì anh em ạ. Đây bán 11 vàng nhá. Đấy, ok, đấy sau khi bán vàng xong thì anh em quay ra chọn chế độ này, tập huấn và đấu luyện nhá. Đấy, tập huấn đấu luyện này thì mình chọn màn hình đi 2AD luôn. Đấy, hiện
anh em cứ vào trong này thì thường cứ nhô mọi video rồi thì anh biết rồi đấy, nâng mắc vàng mắc cấp các thứ lên đấy, lên lên trên thì lấy ít nhất một mạng ở trong này 1 phút đến 1 phút rưỡi cho mình đấy, 1 phút rưỡi lộn lại thì lâu hơn một xíu cũng không sao anh em ạ, thì lâu hơn thì cái phần trăm cái quân huy nó về nick sẽ cao hơn, thì mình tích hợp cả 4 bước lên thì nó nằm trong cái file đấy, thì anh em lấy về và anh em cứ làm theo mình hướng dẫn thôi. Ok, thì quân huy nó không cố định đâu anh em ạ, đấy có bao nhiêu 4-5 gói cơ, 4 gói đấy, thì có gói 50.000 này, 40.000, 30.000 và 20.000 nhá. Đấy, anh em lấy ít nhất một mạng này. Anh em đừng hỏi mình lấy cái file đấy đâu ra nhá. Đấy, mình làm buổi tối để lên video cho anh em đấy, nhưng mà làm hơi lâu đấy, mình tích hợp 4-5 bước cơ. Chứ không phải là một phát giống trên mọi video bình thường đâu. Ok, thì anh em nào lấy về làm được thì vui lòng comment lên cho mình đó, mình chân thành cảm ơn rất 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 là nhiều luôn. 1 phút rồi, lấy nốt cái mạng này đi, à lấy cái trụ chứ quên rồi, lấy nốt cái mạng này là ra là vừa anh em ạ. Đấy, một phút 15 rồi, 16, mình sẽ thoát ra nhá. Thoát ra để xem con Huy có về nick của mình hay không này. Đấy, và mình sẽ nếu mà nhận được con Huy thì nhận được gói bao nhiêu nhá. Ok. Đấy, anh em không làm được cũng comment lên, và làm được thì vui lòng comment cho mình được biết nhá. Chân thành cảm ơn rất nhiều luôn. 99.586 quân huy này, vậy là mình đã nhận thành công cái gói thứ hai 40.000 quân huy anh em ạ. Lúc nãy là có 59.586 quân huy, vậy là mình đã nhận được 40.000 quân huy rồi nha anh em ơi, quá chất lượng luôn, rất rất là nhanh. Đấy, thì anh em đừng có thắc mắc là cái file quân huy đấy mình lấy đâu ra chứ, thì mình tích hợp 4 bước thì mình sẽ làm từ tối hôm qua, mình giờ tối sáng nay đưa lên video, thì anh em chỉ việc lấy về thôi, lấy về ở dưới phần mô tả ở dưới video ấy, thì anh em lấy về và làm theo mình hướng dẫn thôi. Đấy, như làm như mình vừa hướng dẫn ấy thì chắc chắn sẽ thành công. Ok, rất chất lượng anh em ạ. Đấy, hiện đang có này 99.586 quân thi này, được chưa, rất là ngon luôn. Thì quân thi này mình sẽ để tặng quà thôi, thì như đầu video đó là mình tặng cho bạn Trâm 1807 2.000 đấy, được chưa. Đấy, anh em muốn nhận được trang phục như bạn Trâm thì hãy là làm đầy đủ các bước, like, bật chuông, đăng ký kênh, và đặc biệt là phải xem hết video hôm tour, thì ai làm đầy đủ các bước mình sẽ tặng quà. Ok, đấy, thì có rất là nhiều trang phục đẹp trong này, như trang phục mới này, The AC tiến sĩ thiên tài này đang giảm giá này, 199 quân huy thôi. Đấy, nhìn cũng rất là ngon anh em ạ, rất là nhiều trang phục đẹp luôn, như Violet thần long tỷ tỷ này, Rắc chiến thần mây thái này, Nagrod B-boy công nghệ này, đấy được chưa, Người ngộ không siêu việt này, các thứ luôn, rất rất là nhiều trang phục đẹp, Quillen đặc công bằng xa này, Srinetcha Way này, Jenna Way, rất rất là nhiều luôn. Ok, còn ngoài trang phục thì có hai gói sổ sứ mệnh nữa nhá, sổ sứ mệnh 40 này, và sổ sứ mệnh 40 vượt cấp. Đấy, thì anh em nào xem cay và thích thì mình sẽ tặng luôn. Ok, rất là đẹp. Đấy, thì đấy, thì anh em chỉ việc lấy cái file dưới phần mô tả, anh em về lấy về làm theo thôi. Đấy, được chưa, thì chắc chắn sẽ thành công. Ok, thì mình chắc là mình xin phép tạm dừng video ngày hôm nay của mình tại đây thôi. Chúc tất cả anh em may mắn và thành công giống như mình nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video ngày mai.